Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Let's Go Yankee. Thì bây giờ mình đang ở ngay cái chỗ người ta bán gốm. Thì ở đây mình thấy có một số cái chậu gốm nè, rồi cặp bên có một số ghe người ta chở hàng để người ta đi bán á, như là người ta chở lá nè, chở gốm nè, bán trái cây nè, vân vân, rất là đông vui ha. Thì ở đây mình thấy chỗ này gốm nhiều, mình sẽ ghé mình xem. Mà giờ này chú bán gốm không, ngủ ở trong hay gì vậy? Là bán giờ này cho trưa chiều á, chú chưa có bán, chú nói để hồi chú mới chạy đi ra ngoài chợ nổi chú bán. Bây giờ này chắc chú ngủ rồi. Rồi chú ngủ đi, không quay thôi nha. Thì bây giờ ở đây là một số gốm nè, cái này nhìn còn mèo còn mèo đi, thực chất nó là một cái bông, những cái bông nha mọi người, chứ không phải là nó cái kiểu rất hoàng mèo vậy. Nó là những cái bông á, những cái cánh bông, mấy cái bông mà người ta làm vô cái chậu ha, nhìn rất là đẹp ha. Nhìn nếu mà nhìn người ta không biết là tôi sẽ nói là trời, cái nào làm cái gì nó là cụm 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 hay gì. Còn trong đây là những cái chậu gốm là người ta làm bằng cái gì ta, đất hả ta, đất xong rồi người ta nung hả, đảo hả, đất sét hả? Ở đó trời, chiếc ghe đục đất sét người ta nung lên như thế này. Đây mình sẽ đi vòng vòng mình coi ha. Đi qua đây đi cho dễ, bên này khó đi quá. Ngày đầu tay bé tay bùng, bên mái xanh nghèo sông nghèo ô. Đây mấy cái chậu nè, chậu nhỏ cũng có mà chậu lớn cũng có không, rất là nhiều kiểu. Chú bán trên đây chú bán cũng chè năm ạ. Rồi ghe này bị chìm phía dưới rồi. Đây ghe này của chú bán gốm. Cái chậu gốm này chắc người ta dùng để trồng bông, hoặc là người ta sơn lên á, người ta sơn thêm lên xong rồi cái bắt đầu người ta để trồng kiểng, trồng bông, trồng kiểng hay là để đựng cái gì đó ha. Nhìn rất là đẹp. Bên kia cũng có một số ghe, hồi mình đi về dài bển mình coi. Lụ hay là đào, lao đụ, ối lộn, lụ đào. Nó tùng bay tùng bạ, trái này trái đào trái lụ đào nha mọi người, trái này ăn được á. Gốm này là người ta sử dụng từ đất sét để mà người ta tạo hình. Người ta sẽ trộn xong rồi người ta nhào, người ta trộn xong rồi người ta tạo hình xong rồi cái bắt đầu người ta sẽ phơi hay sao á, phơi xong rồi người ta sẽ đem đi nung, nung nó sẽ ra được những cái chậu gốm như thế này. Người ta tạo kiểu nữa nè. Hay quá ha. Ê, nhìn thích à. Ở đây ghê á, ghê rộn tấp nập hết trơn nè. Nào là ghê chở lá nè, ghê chở lá người ta đậu người ta đi bán á.
Rồi ở đây có một số ghe nữa nè. Thôi mình sẽ đi qua cái ghe bự đó, mình đi qua cái ghe bự đó đi. Để mình coi ghe bự đó, ở đó anh ta bán cái gì. Ghe này rất là to. Đây có ghe chở gom người ta đi bán hả? Còn đây là ghe này như là ta đi bán gạo. Ở gạo để ở dưới á. Không thấy rõ, ta bịt lại che lại. Những cái ghe này là không thấy bán gì hết. Nhà hình đơ tê tê tay bông. Ngồi trên ghe vậy cảm giác được đi trên ghe thấy nó hít hít sao quá ha. Gió mát là trong bông treo ngoài chợ nổi cho nên là người ta bán, người ta treo trái cây đầu này kia, treo trái cây, treo bông, treo hoa, treo tất tần tật lên, ai bán gì tết á chứ đầu nó treo bông lên. Đây là những ghe loại cỡ lớn nè, 8 triệu, ghe lớn vậy đó. Làm người ta làm mấy cái quýt để treo rồi này kia nhìn giống quýt thiệt quá ha. Lựu cũng giống nè, bưởi cũng giống nữa. Bưởi làm y ra. Ở đây thì để mà được nhìn những chiếc ghe như thế này chỉ có thể đi về mà miền sông nước này mới có thể mà ngắm ghe như vậy thôi. Chứ ở trên Sài Gòn rồi này kia hay miền ngoài làm gì mới có ghe có sông về để mà ngắm. Những cái ghe lớn như vậy á, thường là người ta sẽ có, người ta có mũi ghe nè, những cái con mắt ở dưới nữa, không biết là tại sao ghe nào mình thấy cũng có con mắt đó nha. Để mình tối về mình lên mình kiếm cái thông tin mình coi cho tại sao những trên những chiếc ghe thường người ta làm cho hai con mắt, hình như là người ta nói là làm hai con mắt để thấy đường chạy hay sao á, ghe thấy đường chạy á. Nè, rồi đây là chai nè, người ta sẽ tét chai lên những cái kẻ đó. Cái chai lên những cái kẻ rồi phía sau là sẽ có một cái đồ lái điều khiển, đồ bánh lái. Rồi ở phía dưới cũng có chân vịt lái rồi máy người ta để vô. Thì vừa rồi chúng ta cũng đã xem những chiếc ghe nè, những cái gian hàng bán trên ghe nè. Thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu mấy bạn thấy hay thì hãy like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những cái video tiếp theo. Bye bye.